Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn. Năm 2021, huyện Văn Chấn sẽ có 3 xã cán đích nông thôn mới là Tú Lệ, Sơn Lương, Minh An và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Hiện nay ngoài xã Sơn Lương đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí thì Minh An và Tú Lệ mới chỉ đạt 14 đến 15 tiêu chí. Các tiêu chí mà các xã chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó như môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo. Đối với 2 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao thì xã Thượng Bằng La đã hoàn thành 3 trên 5 nhóm tiêu chí, xã Đại Lịch đã hoàn thành 2 trên 5 nhóm tiêu chí. Tại buổi làm việc, huyện Văn Chấn đã nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí, đồng thời đề xuất tỉnh cần có cơ chế chính sách đối với bộ tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện Văn Chấn, đoàn công tác cũng đề nghị huyện Văn Chấn cần tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các sở ban ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ huyện Văn Chấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh và công nhận vào cuối năm 2021.